một buổi chiều trời mưa không dứt, cô đơn toàn đến bao giờ? Ngày nào cho tôi biết biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết dồn ra buồn vui đời em dưới mưa. Cặp loa các bác đang nghe là cặp LX500 nhé các bác nhé. Nó là cặp mà loa nguyên như này, không phải độ đâu các bác nhé. Nhớ anh em mới chơi thì đọc LX500 là anh em sẽ mặc định là nó là dòng tép thẳng như thế này này. Nhưng tuy nhiên con này thì nó là hàng là Made in USA, nó khác với dòng Made in Đan Mạch, kiểu dạng như cái xuất thị trường ấy các bác. Cái đơn giản nhất các bác để ý là kể cả những cái hàng đơn giản như những cái ô tô đấy, cùng một cái model, ví dụ những cái bản các cái dòng xe cùng hãng, cùng model nhưng xuất thị trường khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Đây là dòng Made in USA. Cặp này nó là dòng tép lạch, tép mặt nguyệt. Đấy, giống như LX55 chung cũng vậy anh em nhé. Em đang phối với cả chiếc âm ly Marang Sansui 577MRV với 4 cái lắc tinh chỉnh của lao lớt, rất là hay. Đấy, cặp này thì nó có một cái lớp mặt nỉ xốp ở đây. Đấy, các bác nhìn nha, rất là đẹp, tiếng tốt cực kỳ luôn. Cấu hình này thì em ghép nó chỉ tương đương với một bộ giả năm thớt thôi. Đấy, cặp này thì nó ít hơn với cái dòng Đan Mạch. Anh em là có nhu cầu sở hữu cặp 500 tép lệch thì alo sớm cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.